Vì sao Lê Tính lại chấp nhận tự quỷ danh dự của mình mặc dù bản thân ông ta biết rằng mình đang làm sai? Kính thưa quý vị, Lê Tính chắc hẳn là cái tên mà những ai đang theo dõi Rama Loan Phượng nhắc đến rất nhiều, đúng không? Từ một người rất năng nổ, nhiệt tình, vắt óc, môi tim để mà viết ra được những án văn hay, tràn trề tình yêu thương nhằm lên án phượng ve và bày lũ cần cần. Thế nhưng, rồi bỗng một ngày đẹp trời. Lòng tự ái ở đâu nó lại nổi lên mà lạ đời lòng tự ái đó lại là do chính bản thân ông ta đã tạo ra, chứ chẳng ai gây ra cho ông ta cả. Và vì sự tự ái từ trên trời rơi xuống đó mà ông ta đã chính thức quay xe với Hồng Loan và không hề nhân nhượng cũng như không nghĩ gì đến hậu quả mà ông ta phải nhận lãnh sau này. Và vì sao ông ta lại làm như vậy? Thưa quý vị khán giả, còn đâu nữa những miền ký ức, còn đâu nữa những bài viết về sóng gió gia tộc cực kỳ gắt gao khi từng câu từng chữ của nghệ sĩ Lê Tính đã tán thẳng vào mặt của con bè và lũ cần cần. Còn đâu nữa, những câu nói tôi chắc chắn Hồng Loan là con ruột hợp pháp của anh Năm bởi vì tôi đã từng nghe anh Năm tâm sự rất nhiều về Hồng Loan, không thể nào là con nuôi được. Anh Năm rất thương Hồng Loan, ngày xưa ngọt ngào bao nhiêu, thì bây giờ lại mặn đắng bấy nhiêu. Bản thân chúng em lúc trước cũng rất thích đọc những bài viết của nam nhân hài này, thế nhưng cái gì tới thì nó cũng phải tới thôi mục đích không đạt được thì bản chất thật đã lòi ra và cuối cùng thì chúng em cũng phải lên tiếng về vấn đề này của nghệ sĩ lê tính với một người có cả tuổi đời lẫn tuổi nghề như ông lê tính một người của công chúng thì chúng em thiết nghĩ vấn đề đạo đức sẽ phải là một điều gì đó không thể thiếu thế nhưng với những gì đã và đang được thể hiện thì nghệ sĩ lê tính đã gặp khá nhiều vấn đề nghệ sĩ lê tính đã chính thức quay xe chửi và công kích trực diện phía của hồng loan Trước đây đã một lần Má Tư lên livestream và chúng em đã cố tình hỏi Má Tư rằng Má Tư ơi, nghệ sĩ Lê Tính có quay xe không? Khi ấy thì Má Tư vẫn chưa muốn nói ra sự thật vì có thể khi ấy Má Tư cảm thấy nghệ sĩ Lê Tính chỉ vô tình lạc lối dài nhịp do một vài quan điểm cá nhân. Thế nhưng đâu có ngờ, càng ngày càng lệch lạc và chính thức đã biến thành một to xe lửa đi trật đường rây đã làm cho tan nát danh dự và tương lai từ đây cách đây vài hôm, những thông tin như Lê Tính tuyên bố sẽ không bao giờ chửi hay là công kích bộ ba Tam Sơn, cũng như là vị luật sư ngủ quên Lê Tính gọi Hồng Loan là Võ Thị Con và gọi cố nghệ sĩ là ông giỏi Văn Cha. Lê Tính đồn đón ca sĩ Nguyên Vũ quay xe với Hồng Loan để dẫn dắt dư luận và hàng loạt những màn ăn nói ngông cuồng lọng ngôn khác đã được cộng đồng mạng chia sẻ. Cộng đồng mạng đã cho rằng Lê Tính đã bị khai khẩu Mới đây, status của nghệ sĩ Lê Tính đã nói rằng ủng hộ chứ không có bảo vệ Hồng Loan và status này đã chính thức gây nên làn sóng dư luận. Má Tư Quốc Thanh đã lên tiếng về vấn đề này. Má muốn nói cho Lê Tính hiểu rằng ủng hộ và bảo vệ là cùng trường ý nghĩa với nhau. Ủng hộ một người mà nói không bảo vệ người đó thì có vẻ hơi ngược ngạo và mâu thuẫn nội tâm. Rồi đối với chúng em, nếu ủng hộ mà không bảo vệ thì đồng nghĩa với việc người đó là kẻ hai mặt, nói cho có chứ không có thật lòng. Ví dụ như ở bản thân chúng em kể từ khi drama này nổ ra thì chúng em đã tìm hiểu. Và sau khi tìm hiểu thì chúng em đã quyết định chọn ủng hộ phía Hồng Loan vì những gì đã xảy ra với cô ấy là vô cùng đáng thương. Chúng em tự nhận đã từng theo dõi và ủng hộ bên phía Phượng Que vì khi chương trình sau nói ngôi năm ấy diễn ra chúng em chỉ nghĩ đơn thuần Phượng Que chính là cháu của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thì chúng em ủng hộ mà thôi. Giả lại, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng là thần tượng của chúng em từ nhỏ đến giờ. Và rồi sau hôm ngày 20 tây tháng 5 năm 2023, drama đã chính thức nổ ra và khi ấy cũng là lúc chúng em vô cùng sốc vì con người thật của Phượng Ve và chúng em càng đi tìm hiểu thì càng thấy có quá nhiều thứ cần phải lên án từ phía con ve rồi và từ đó chúng em dần dần cảm thông cho hoàn cảnh của Hồng Loan và thế là chúng em đã quyết định ủng hộ và bảo vệ vấn đề pháp lý cho Hồng Loan bằng khả năng của mình. Chúng em không phủ nhận việc chúng em làm Youtube để kiếm tiền. Có tiền thì chúng em mới duy trì được cuộc sống. Và dĩ nhiên chúng em xem Hồng Loan là một ân nhân vì đã giúp chúng em duy trì kênh cho đến tận bây giờ. Và cá nhân bọn Tam Sơn và kể cả nghệ sĩ Hải Lê Tính cũng vậy. Đừng nói rằng làm Youtube không kiếm tiền. Kiếm tiền nhờ vào drama của Hồng Loan. Bây giờ quay xe lại cắn xé Hồng Loan và những người đang bên cạnh Hồng Loan và không bảo vệ Hồng Loan mà lại còn bị chuyện dẫn dắt dư luận để hại Lon, thì xin lỗi chúng em phải lên án. Có một điều rất là nực cười đó là câu trước thì lên án hồng loan còn câu sau thì lại cảm ơn cố nghệ sĩ bảo vệ gia đình ruột thịt của cố nghệ sĩ. Nói thật nếu yêu thương cố nghệ sĩ thì cũng phải yêu thương hồng loan bởi đã quá rõ ràng hồng loan là con gái ruột và là con gái hợp pháp của cố nghệ sĩ rồi. Đừng có mà có cái kiểu lúc vui thì hồng loan là con ruột là con hợp pháp của cố nghệ sĩ Còn nuốt buồn thì lại nói Hồng Loan là tu hú, là người dân Và chúng em nghĩ rằng tiền chính là lý do duy nhất để khiến nghệ sĩ Lê Tính ra nông nổi như thế này Sĩ diện cho lắm giàu nhưng cuối cùng thì cũng muốn kiếm tiền qua kênh youtube Muốn trở thành một youtuber mà thôi chứ có gì hay ho, cao cả gì đâu Đến với Hồng Loan cũng vì mưu cầu danh tiếng và để từ đó lập được một kênh youtube Lợi dụng sự ủng hộ từ phía cộng đồng mạng những người đã ủng hộ Hồng Loan, Lê Tính đã nhanh chóng sở hữu cho mình một kênh YouTube và thành công bật kiếm tiền. Mãi một thời gian sau đó, cụ thể là từ lúc vụ lực sư ngủ quên nổ ra, thì chúng em đã bắt đầu thấy có dấu hiệu báo động từ vị nam danh hài Lê Tính này. Miệng thì nói bảo vệ cho Hồng Loan, thế nhưng lại đi binh vực con ve. Nó là cái người mà đang công kích Hồng Loan rất mạnh mẽ, như vậy thì đã bảo vệ Hồng Loan dữ chưa? Chẳng biết cái lũ tam sơn cho Lê Tính ăn cái quái gì mà ông ta lại chấp nhận tự bán mất danh dự của mình như thế, nam danh hài đừng mở miệng ra nói là gì tôi lầm, Nên ngày xưa tôi mới ủng hộ hồng loan nhé, còn bây giờ tôi đã thấy được sự thật, cho nên tôi mới quay xe xin lỗi. Nếu nói như vậy thì tự chứng tỏ bản thân của nam danh hài này đã còn quá trẻ con so với cái độ tuổi thật của ông ta. Lúc còn bên vực hồng loan, ông ta lên livestream để nói đạo lý, được xem đổ về cho kênh youtube của anh lê tính này khá nhiều, và từ đó tiền vào túi của ông ta cũng rất nhiều. Sau lúc đấy ông không nói, sau lúc đấy ông không nói cảm ơn Hồng Loan đi. Giờ thì khi ông quay xe, khán giả đã nhận ra bộ mặt thật của ông ta, không theo dõi nữa, không muốn xem nữa và những sự chia sẻ kịch cổm của ông nữa thì đã bắt đầu. Ông chuyển sang, ông quay sang nặng nhẹ Hồng Loan đủ thứ. Chắc Lê Tính nghĩ rằng nhờ Lê Tính mà Hồng Loan mới có như ngày hôm nay. Xin lỗi, hãy nói ngược lại đi. Nếu mà Lê Tính có suy nghĩ này thì chúng em xin nói rằng chính nhờ ở hồng loan mà lê tính mới có được cuộc sống như ngày hôm nay mới có được kênh youtube để có đồng ra đồng vô chứ thật sự kinh tế của lê tính ở bên mỹ thì cũng không hề ổn tiếng nào nhờ kênh youtube mà lê tính có thể yên ổn ngồi live stream nói chuyện suốt ngày với khán giả chứ chắc không thì cũng phải chạy đôn chạy đáo đi chạy uber hoặc là xin nhắc lại một lần nữa là nhờ trà trộn vào tim vì yêu thương mà đến nhờ hồng loan thì lê tính mới có như ngày hôm nay còn để bị tuột dốc không phanh như hiện tại thì cũng do Lê Tính đã mất đi sự không lanh của mình để nói về sự thành công của Hồng Loan. Như hiện tại, một phần nhiều là nhờ chị Ni, kế tiếp là nhờ hội gì yêu thương mà đến, luôn ở bên cạnh Hồng Loan. Thứ ba nữa chính là nhờ cộng đồng mạng đã luôn kịp thời bảo vệ Hồng Loan trước nanh vuốt của lũ kênh kênh và những đứa quay xe và một phần quan trọng hơn nữa đó chính là nhờ ở sự chịu thương chịu khó của bản thân hồng loan hồng loan luôn cố gắng rèn luyện biết chịu khó học tập thay đổi bản thân để nâng cấp mình, học hỏi ở chị Ni và các anh chị em khác. Trong hội vì yêu thương mà đến, cách làm ăn để có cơ ngơi và cuộc sống như ngày hôm nay. Và nói đúng hơn, Hồng Loan đã tận dụng tốt cái cần câu cơm mà mọi người đã ban tặng cho Hồng Loan. Không hề ý lại ai cả, Hồng Loan tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Chứ còn những người chỉ chờ người khác cho cá để ăn thì trước sau gì cũng có cái cốt cuộc bi thảm và như nghệ sĩ lê tính chẳng hạn. Dũng dĩ kênh youtube là một cần câu cơm vô cùng tuyệt vời mà cộng đồng mạng đã tặng cho ông ta. Thế nhưng rồi chính ông ta lại tự bẻ đi, bẻ gãy đi cái cần câu cơm của chính mình. Thưa quý vị, nói về những lời nói khi xưa của Lê Tính dành cho Hồng Loan thì cá nhân chúng em tin đó là sự thật. Nhưng sự thật ấy chỉ tồn tại khi được đánh đổi bằng tiền. Và hiện tại Lê Tính đã chuyển hướng tự quỷ danh dự của mình nhiều lần. Lê Tính nói sẽ rút khỏi rờ rama này thế nhưng thực tế thì nói chứ có mà làm được đâu bởi vì nếu như rút khỏi drama này thì đâu còn tên của Lê Tính nữa và kênh youtube của Lê Tính làm gì có tiền mà để cho ông sống được hiện tại thì Lê Tính có thể khóa facebook của mình nhưng kênh youtube thì không hề dám khóa lại tại vì nếu mà khóa bình luận thì coi như là mất đề sức ảnh hưởng tới kênh và kênh youtube mà bị ảnh hưởng thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới túi tiền của lê tính ảnh hưởng tới chén cơm của ông ta và giờ thật sự là đã hết nội dung rồi cho nên lê tính đang chuyển sang chế độ nói nhảm nói tốt cho hồng lon không được thì bắt đầu quay sang nói xấu lon khán giả của lon sẽ tò mò sẽ ngồi vào xem và sẽ dẫn đến sự phẫn nộ rồi từ sự phẫn nộ đó lê tính sẽ tiếp tục kiếm thêm nhiều view nữa. Nói chung, ông ta đang cố cách để tạo ra những nội dung bẩn để tìm cách câu view, câu like, kiếm tiền trên Youtube sau khi ông đã bị tục nội dung. Ông ta đã bất chấp đúng sai, phải trái, bất chấp là sự công kích của pháp lực. Hắn ta liên tục môi móc những câu chuyện của Hồng Loan để mà ông ta tiếp tục có đề tài để nói trên Youtube. Và cuối cùng hậu quả nhận lãnh là gì? đó là một lá đơn sẽ được gửi trực tiếp về quê nhà cho hắn ta. Quay trở lại với trường hợp của nghệ sĩ Lê Tính, cuộc sống đâu có lường trước được điều gì, Lê Tính cũng đâu thể nào lường trước được sự tẩy chay vô cùng mạnh mẽ từ khán giả như vậy đúng không? Từ một kênh có quá nhiều người theo dõi, nhiều lượt xem, này đã trở thành một kênh youtube lắc đác dài như được xem, và đến mức chính Lê Tính phải thốt lên rằng tôi bị mất view, mất danh thu và cũng tuột. Yên tâm, tôi còn tuột nhiều hơn thế nữa kìa anh ta đã từng lên án kịch liệt con ve, thế nhưng bây giờ anh ta đã trở nên lương lẹo, kịch cổm, cáo trở, không khác gì con ve, đúng là chuẩn một nam nhân, thật sự là bó tay. Nếu bản thân là một quân tử thì thiết nghĩ khi muốn quay xe thì nên xóa luôn kênh youtube đi, vì cơ bản kênh youtube này cũng nhờ khán giả của Hồng Loan tạo nên. Cho nên lê tính nếu đủ bản lĩnh thì khi đã quay xe rồi thì hãy tự tạo kênh mới và đi lên bằng chính thực lực của mình cái đã. Dám quay xe thì phải có thực lực và đủ bản lĩnh để làm lại từ đầu thì lời nói của mình mới có giá trị